VTC News. Quý vị đang đến với chương trình Độc giả hỏi, chuyên gia trả lời. Chương trình được phát sóng trên báo điện tử VTC News và các nền tảng số của chúng tôi. Đây là nơi để các độc giả của báo gửi những thắc mắc, những câu hỏi chưa được giải đáp đến đội ngũ y bác sĩ về các vấn đề. Tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay là bác sĩ Nguyễn Xuân Tuyến, khoa nội Bệnh viện Medatech. Xin chào ông, cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình. Câu hỏi đầu tiên mà các độc giả mong muốn ông trả lời: vì sao chúng ta không nên bỏ lỡ liều vaccine ngừa COVID-19 thứ hai? Cái vấn đề tiêm mũi thứ nhất và mũi thứ hai này thì cũng có nghiên cứu cụ thể. Thì nói đơn ví dụ như những số liệu nghiên cứu của Mỹ, thì khi mà sau khi tiêm mũi thứ nhất thì tỷ lệ tử vong của, tức là tỷ lệ phải nhập viện điều trị của người bệnh thì là chiếm khoảng 3%. Nhưng mà sau khi tiêm mũi thứ hai thì tỷ lệ nó chỉ còn 1% thôi, giảm rất đáng kể và rất là tốt. Và đấy là tỷ lệ nhập viện, nhưng còn tỷ lệ tử vong thì nó sẽ còn hiệu quả tốt hơn nữa. Hiệu quả tử vong sau khi tiêm mũi 1 thì tỷ lệ tử vong của người bệnh thì giảm được đến 64%. Nhưng mà sau khi tiêm mũi 2 thì nó giảm đến 98%. Tức là cái tỷ lệ nhập viện và tỷ lệ tử vong thì nó giảm xuống rất là tốt. Chứng tỏ là sau tiêm mũi 2 này hiệu quả đạt được về cái việc là phòng chống bệnh thì nó đạt hiệu quả cao hơn mũi 1 rất nhiều. Là cái thứ nhất. Hoặc là ta hiểu đơn giản thế này thôi. Đây ví dụ như khi mà tiêm vaccine thì nó gần như là cho cơ thể làm một bài tập trước khi thi. Trong trường hợp mà nhiễm virus thì ta đi thi rồi. Còn khi mà tiêm vaccine chính là mình làm bài tập. Khi mà làm bài tập một lần thì chắc chắn là cơ thể nó không thể nhớ kỹ được. Sau thời gian nó quên dần không luyện tập. Và tất nhiên là khi mà mình được làm lại bài tập lần thứ hai thì cơ thể sẽ nhớ tốt hơn. Vì vậy là khi đi thi hay gặp virus thì lúc đấy là cơ thể sẽ xử lý một cách rất là ok hơn. Và lúc đấy sẽ diệt được vi khuẩn hoặc là sẽ giúp cho cơ thể khỏe mạnh hơn khi mà bị nhiễm virus cả. Sau khi tiêm đủ hai mũi vaccine ở đây thì vaccine ở đây sẽ có tác dụng là phòng chống cái bệnh nó nặng lên và giảm tỷ lệ tử vong. Là làm cho bệnh không nặng lên và giảm tỷ lệ tử vong, chứ hoàn toàn là không có khả năng phòng bệnh 100%. Tại vì như bây giờ chúng ta đã biết rồi, thứ nhất thì là virus biến đổi liên tục thay đổi các chủng. Cái thứ hai nữa là tùy vào cái cơ địa của từng người, lúc này mình có thể khỏe mạnh nhưng về sau đấy khi mà mình bị mắc cái gì đấy, cơ thể hệ miễn dịch nó yếu đi, vẫn nguy cơ bị mắc bệnh. Thế nên là dù có tiêm đủ hai mũi rồi thì chúng ta vẫn phải thực hiện 5K. Đấy, cái 5K đấy chính là bước tường thành đầu tiên chống lại cái sự của virus và xâm nhập của virus vào cơ thể. Và chính cái 5K đấy sẽ là cái mà gọi là giúp chúng ta chống tốt nhất. Đấy, và khi mà kể cả khi tiêm hai mũi rồi, mình vẫn có khả năng mình mang virus. Có thể mình không gây bệnh, nhưng mà khi mình mang virus mình có thể lây cho người khác. Thế nên là mình phải thực hiện 5K để phòng tránh cái việc mà là mình thành người lành mang virus, có thể lây cho những người bạn bè, gia đình, hay là những người đầu tiên lây là những người thân thuộc nhất, tại vì mình tiếp xúc với họ. Thế nên dù có tiêm vaccine rồi thì mình vẫn phải bắt buộc thực hiện 5K. Đấy ạ, vì thứ nhất là khả năng phòng chống của vaccine, khả năng phòng bệnh của vaccine không đạt được 100%. Cái thứ hai là tuy đã tiêm rồi nhưng mà cơ thể mình sẽ có lúc thay đổi, hệ miễn dịch của mình bị suy yếu đi, vẫn có khả năng nhiễm virus. Cái thứ ba nữa là cái virus liên tục thay đổi chủng. Ví dụ như mình tiêm cái vaccine được khoảng mấy tháng rồi, chủng mới thay đổi, ví dụ như các chủng bây giờ mình theo dõi đấy ạ, nó thay đổi liên tục, thay đổi rất nhanh và thậm chủng sau nguy hiểm hơn chủng trước. Thế nên là vẫn phải thực hiện 5K để mình làm sao phòng chống không cho vi khuẩn vào trong cơ thể. Còn cái vaccine nó chỉ có tác dụng khi mà mình bị nhiễm, thì lúc đấy thì nó là giai đoạn về sau rồi. Đấy ạ. Còn cái nữa là mình chính là thực hiện 5K để phòng chống cho chính những người thân của mình thôi. Với cái câu hỏi này thì những cái trường hợp mà người ta bị nhiễm sau mũi 1 thì như vừa nãy mình đã trao đổi rồi. Thứ nhất là sau khi tiêm cả hai mũi thì tỷ lệ phòng chống không đạt được 100%. Thế nên sau khi tiêm một mũi thì vẫn có cái khả năng người ta bị nhiễm. Đấy. Và sau thường ấy, bây giờ theo như khuyến cáo của Bộ Y tế này, thì sau khi mà người bị nhiễm COVID đã khỏi thì có thể tiêm nhắc lại COVID sau 6 tháng. Đấy. Tuy nhiên là những cái người bị nhiễm COVID rồi thì hình dung là bây giờ cũng là bài tập. Cái đưa vaccine vào chính là mình đưa cho những cái bài toán nhỏ để cho cơ thể giải dần dần. Đến khi gặp bài toán to thì cơ thể sẽ biết giải. Còn khi mà mình đã bị nhiễm COVID rồi, tức là gì? Mình đã giải một phát cả bài toán to luôn rồi. Thế nên là có những cái nhìn cụ thể là tức là cái hệ miễn dịch của cơ thể nó sẽ tiến hóa lên và chống lại virus. Cái thời gian nó kéo dài từ 8 đến 1 năm, từ 8 tháng đến 1 năm. Tức là nó liên tục phát triển. Và cái Bộ Y tế hiện tại khuyến cáo là sau 6 tháng có thể tiêm. Thì cái mục tiêu tại sao ở đây nó lại 6 tháng? 6 tháng ở đây tức là tùy người, có người có thể là người ta phát triển đến 8 tháng đến 1 năm, nhưng có người hệ miễn dịch là đến 6 tháng có thể quên rồi. Đấy ạ, thì lúc đấy mình sẽ tiêm lại để làm gì? Thứ nhất, để đảm bảo cho những cái chủng mới nó biến chủng. Cái thứ hai là sẽ để đảm bảo cho cái miễn dịch cộng đồng. Đấy, đảm bảo cho những người xung quanh nữa.
Còn khi mà những cái người mà đã mắc rồi thì thường khuyến cáo là 6 tháng thì mình sẽ nhắc lại cái vaccine, và chỉ cần tiêm một mũi duy nhất. Cái đã có những nghiên cứu là những người sau nhiễm thì khi tiêm một hay hai mũi thì cái số lượng kháng thể của họ tăng, không gọi là không thay đổi, tức là tiêm mũi hai nó không có tác dụng gì. Thế nên là chỉ cần tiêm một mũi sau nhiễm thôi đấy ạ. Và cái kháng thể của cái người sau mắc thì thường là kháng thể nó sẽ tốt hơn sau khi tiêm vaccine. Ví dụ như đã có những nghiên cứu là sau khi tiêm vaccine Pfizer thì sau khoảng 5 tháng, tức là số lượng kháng thể giảm rất là đáng kể. Thì cái vấn đề này cũng đúng thôi, tại vì khi mà người ta đã mắc bệnh, tức là gần như là mình đã ra chiến trường rồi, những cái người đấy là qua chinh chiến xa trường thì nó sẽ tốt hơn. Còn khi mà tiêm vaccine thì thuần túy nó chỉ là huấn luyện ở trong quân đội thôi, huấn luyện trong trại, chưa hề ra chiến trường. Thì lúc đấy sau một thời gian mình không tập luyện, cơ thể không được nhắc lại, không được ôn luyện thì những cái kỹ năng chống lại thì nó sẽ bị suy mòn giảm dần. Dạ, những cái này thì hiện tại thì chưa có nghiên cứu cụ thể về những cái tác dụng phụ của những cái người sau tiêm. Còn hiện tại thì thường ấy, sau tiêm cái vaccine COVID, tức là người bệnh mà tức là không biết mình mắc COVID-19 nhưng mà vẫn đi tiêm thì cũng không có ghi nhận gì về những cái tác dụng phụ hay là gì thêm cả, mà vẫn chủ yếu là những cái tác dụng có thể gặp bên trên thôi, hoặc là người bệnh sẽ có những cái triệu chứng của cái nhiễm COVID là chính, chứ không có xảy ra thêm các tác dụng phụ khác. Tại vì mình hình dung là khi bị nhiễm COVID-19 tức là một cái bài toán rất lớn rồi, cơ thể đang bị rồi. Còn cái việc mà đưa vaccine vào nó chỉ là một phần rất nhỏ của COVID-19 thôi. Đấy ạ, thì nó không có thể gây ra thêm bất kỳ một cái triệu chứng hay là tác dụng phụ gì hết. Mà nó vẫn sẽ là, một là sẽ người bệnh sẽ có những cái tác dụng phụ của cái vaccine này mà đã nêu bên trên. Hai là người bệnh sẽ có những cái triệu chứng của bị mắc COVID. Đấy ạ, chứ còn không gây ra thêm, ví dụ như là tôi tiêm xong tôi tăng tác dụng phụ các thứ thì đều không có. Vâng, thì cái vấn đề này hiện tại đang gặp một vài trường hợp, có một vài trường hợp thì là có thể là người bệnh cố tình hoặc là vô tình mà người ta tiêm hai mũi liền nhau. Có những cái mũi mà đấy, có những cái người cố tình tiêm cách nhau nó chỉ khoảng có 10 phút thôi. Thì hiện tại là chúng ta cần phải hiểu là vaccine khi mà trong giai đoạn thử nghiệm người ta sẽ có nhiều hàm lượng khác nhau. Ví dụ như cái vaccine của Việt Nam Nanocovax thì hiện tại mình đang nghiên cứu ở những cái hàm lượng mà được công bố là 25 mg, 50 mg và 75 mg, để xem cái nồng độ nào sẽ đạt được cái mức kháng thể tốt nhất. Và thường mình sẽ lựa chọn cái mức nào mà thứ nhất là số lượng thuốc ít nhất, thứ hai đạt được nồng độ kháng thể tốt nhất. Thế nên chúng ta sẽ phải hình dung rằng khi tiêm vaccine nó sẽ có nhiều loại nồng độ khác nhau, và nhà sản xuất người ta sẽ chọn những cái gọi là cái nồng độ tối ưu để thứ nhất là thuốc được ít nhất mà sinh ra kháng thể tốt nhất. Thế nên là vì vậy khi tiêm hai mũi vaccine liền nhau cùng một loại mà giống như những cái trường hợp mình đã gặp, thì thường ấy, những cái dấu hiệu mình có thể theo dõi nếu mà bệnh nhân mà có tình trạng phản vệ thì khi mà đưa liều lượng nhiều hơn thì có nguy cơ là xảy ra tình trạng phản vệ nặng hơn. Đấy ạ. Còn nếu mà trường hợp bệnh nhân mà không có tình trạng phản vệ với những cái loại vaccine đấy thì những cái triệu chứng của bệnh nhân sẽ gặp thì vẫn sẽ chủ yếu là những cái bệnh triệu chứng thông thường, giống như là bệnh nhân tiêm một mũi, và cái đấy thì mình vẫn sẽ có những cái triệu chứng và theo dõi giống hệt như bệnh nhân tiêm một mũi. Đấy ạ. Tuy nhiên là chúng ta sẽ phải cần lưu ý là làm sao mà để tránh những cái trường hợp như thế, sàng lọc kỹ những cái bước giấy tờ, những cái thủ tục liên quan để tránh trường hợp mà một là tiêm nhầm, hai là có những người cố tình tiêm nhầm như thế, thì mình sẽ phải sàng lọc kỹ hơn. Và ngoài ra thì là vừa đã nêu rồi đấy ạ, tiêm hai mũi hay một mũi thì những cái tác dụng phụ gặp thì nó cũng gần như tương đương, nếu mà có trường hợp phản vệ hay không thì nó mới mới khác, còn không thì các cái triệu chứng hay tác dụng phụ mình vẫn theo dõi giống nhau thôi ạ. Ở đây thì là khi mà nói chung đến những người có bệnh lý tim mạch hay hen suyễn thì dưỡng da sẽ nhắc chung đến những người có bệnh lý nền đấy ạ. Thế là những người có bệnh lý nền thì chủ yếu ở đây trong cái phần lưu ý trước tiêm thì người bệnh đã phải mang những cái sổ sách và đơn thuốc đi để bác sĩ tiêm chủng sẽ quyết định xem cái đợt bệnh này của người bệnh có ổn định hay không để mình quyết định tiêm. Và hiện tại theo như những cái nghiên cứu thì chưa thấy vaccine COVID có tác dụng với bất kỳ những cái thuốc nào liên quan đến tim mạch hay tiểu đường. Thế nên là những người bệnh lý mà có những cái bệnh lý mãn tính này liên quan đến tiểu đường, hen suyễn, COPD hay các bệnh lý khác thì khi đi thứ nhất là mình sẽ cầm theo cái sổ tiêm chủng để bác sĩ quyết định xem xét cái đợt lý bệnh này của mình có phải là bệnh lý cấp tính hay không. Nếu là bệnh lý cấp tính thì thường bác sĩ sẽ đưa ra cái chỉ định là trì hoãn tiêm để cho bệnh nhân về nhà điều trị ổn định đi, sau đó sẽ quay lại để tiêm. Còn nếu mà trường hợp là bệnh lý ổn định rồi thì bác sĩ sẽ chỉ định cho khách hàng tiêm luôn. Và khi tiêm thì những khách hàng mà có bệnh lý nền này thì lên tiêm ở bệnh viện, những cơ sở có những cái đầy đủ trang thiết bị để cấp cứu khi xảy ra vấn đề mà liên quan đến những cái vấn đề triệu chứng nặng.
thì bệnh viện có thể xử lý được luôn. Và đồng thời còn một lưu ý nữa là sau tiêm thì khách hàng sẽ vẫn thực hiện những cái chế độ sinh hoạt và uống thuốc đều đặn như trước tiêm, không bỏ thuốc. Vì hiện tại là cái vaccine COVID này thì không có một cái tác dụng nào với những cái thuốc mà liên quan đến những bệnh lý nền. Thế nên là bệnh nhân vẫn duy trì chế độ thuốc, uống thuốc và chế độ sinh hoạt như bình thường. Đấy ạ. Dạ, những cái bệnh nhân mà ung thư hay là những cái bệnh nhân có bệnh lý nền này và những bệnh nhân suy giảm miễn dịch thì càng cần phải tiêm vaccine này. Chỉ cần là bệnh lý ổn định thì sẽ tiêm. Tại vì như chúng ta biết, như cái đợt dịch 1 đấy ạ, những cái trường hợp tử vong đầu tiên thì đều là những trường hợp mà có bệnh lý nền, những bệnh người nhiều bệnh lý, tức là cái khả năng cơ thể chống lại virus của họ kém hơn người thường rất nhiều. Thế nên họ cần phải được càng phải được tập luyện nhiều, càng phải tiêm vaccine để cho cơ thể có thể gọi là tạo được sẵn kháng thể đi. Đến cho khi mà virus vào hay là người ta bị virus thì cơ thể sẽ có sẵn kháng thể để chống lại luôn. Thế nên là những người có bệnh lý nền này, bệnh lý ung thư thì là những người càng cần phải tiêm. Và họ tiêm khi mà bệnh lý của họ đã ổn định. Còn trong giai đoạn cấp tính thì lúc đấy là bác sĩ sẽ có hướng dẫn là về điều trị ổn định đi, giai đoạn ổn định thì sẽ đến đây để tiêm vaccine. Xin cảm ơn ông vì những chia sẻ hết sức hữu ích vừa rồi. Hy vọng các độc giả của VTC News sẽ có thêm những kiến thức sau phần trò chuyện này. Chương trình của chúng tôi tới đây là kết thúc. Mọi câu hỏi thắc mắc xin quý độc giả gửi về hòm thư tòa soạn a.vtc.gov.vn. Xin chào và hẹn gặp lại tại các chương trình tiếp theo của chúng tôi.